thì mình sẽ cùng quay trở lại để đánh giá cũng như là tìm hiểu về chi tiết những ưu nhược điểm của chiếc bếp từ Dan model DSIB888 lắp. Nào, bây giờ hãy cùng khám phá nhé. Đầu tiên đó chính là thiết kế tổng quan. Thì bếp có thiết kế hai vùng nấu riêng biệt đó, và nổi bật khi mà nhìn vào bếp đó chính là cái viền hợp kim ở hai bên này đó. Ngoài cái tác dụng là bảo vệ cho mặt kính thì đánh giá chung thì mình thấy đây là một chiếc bếp rất sang trọng. Tiếp đến đó chính là công suất của bếp. Thì bếp có tổng công suất là 4.800W đó. Với công suất này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho rất nhiều gia đình, nó không quá là cao mà nó cũng ở khoảng tầm trung, vừa tiết kiệm điện và vừa đảm bảo cho nhu cầu nấu nướng. Phần tiếp đến đó chính là mặt kính của bếp. Thì bếp được trang bị mặt kính Scotch Siren với kiểm định TUV, đảm bảo an toàn cho nấu nướng này, an toàn trong khi sử dụng, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ưu điểm của Scotch Siren này thì mình đã nói rất nhiều video rồi, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính chịu lực này, chịu nhiệt cao cũng như là cái độ chảy xước của nó thì so với các loại kính thông thường khác thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm. Bếp được trang bị rất nhiều các tính năng. Đầu tiên thì mình sẽ mở phím nguồn đây. Đó. Tiếp đến là về cái phần trượt slide thì bạn có thể trượt hoặc là thao tác chạm. Đó thì bếp cũng sẽ đẩy mức công suất theo ý bạn. Tính năng đầu tiên đó chính là tính năng booster. Đó, tính năng booster này thì sẽ đẩy mức công suất của bếp lên mức tối đa. Đó. Tính năng này sẽ sử dụng rất hữu ích khi mà bạn vội chẳng hạn mà bạn muốn đun ấm nước thì tính năng này sẽ vô cùng là hiệu quả. Đó, ở cả hai vùng thì bếp đều được trang bị tính năng booster. Như các bạn có thể thấy là khi mà đang nấu thì với cái tính năng là tự động nhận diện vùng nấu thì mình có đặt tay lên mặt bếp như vậy, nó cũng không hề nóng. Tiếp đến là tính năng ủ ấm. Thì như các bạn có thể thấy là phím vuông ở trên bàn phím này thì đó chính là tính năng ủ ấm. Thì với tính năng ủ ấm này thì nó sẽ rất là hữu ích khi mà bạn muốn ninh hầm chẳng hạn. Kết hợp cùng với chế độ hẹn giờ thì ví dụ như bạn muốn ninh hầm một nồi cá này hay là một nồi canh trong khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì giờ đây thì thay vì là bạn phải ngồi chờ thì bạn chỉ cần chọn vào phím ủ ấm, sau đó thì cài mức thời gian ví dụ như là 30 hoặc 1 giờ đồng hồ đó, thì sau khoảng thời gian đó thì bếp sẽ tự động tắt. Một cái tính năng an toàn khác mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là tính năng tự động ngắt khi mà nước sôi chéo bàn phím điều khiển. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử lấy nước đang sôi ra. Đó, mình đổ vào bàn phím. Đó, thì bếp sẽ tự động ngắt. Đó, tính năng này thì mình thấy đánh giá cao và vô cùng an toàn. Và vừa rồi là video đánh giá chung cũng như là tìm hiểu về chiếc bếp từ Dan model DSIB888 lắp. Hiện tại sản phẩm đang được bán tại hệ thống bếp Việt trên toàn quốc, các bạn có thể đến và trải nghiệm trực tiếp. Đó, nếu các bạn thấy video này hay thì có thể like và comment cho mình những ý kiến bên dưới. Ngoài ra thì hãy subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bếp Việt.vn, hệ thống cửa hàng thiết bị bếp số 1 Việt Nam.